Công nghiệp chế biến chế tạo được đánh giá là lực đẩy số 1 trong mở rộng sản xuất và xuất khẩu của nền kinh tế. Đứng về quy mô, ngành công nghiệp này có 7,5 triệu lao động, tạo ra doanh thu mỗi năm hơn 8 triệu tỷ đồng, cao hơn nhiều lần so với hoạt động nông nghiệp, bán buôn, bán lẻ hay khoáng sản. Đây cũng là ngành liên tục được mở rộng và chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp, với đóng góp trong GDP tăng liên tục qua các năm. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, mặc dù ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm gần đây, nhưng giá trị gia tăng tạo ra còn thấp. Vì vậy, cần có giải pháp phù hợp nhằm khai thác tiềm năng và thế mạnh, hướng tới mục tiêu tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và phát triển bền vững. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới có nhiều biến chuyển khó lường và khó dự báo. Sự cạnh tranh giữa các nước lớn cùng với tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của các cuộc xung đột vũ trang, chiến tranh thương mại đã làm cho vấn đề tự cường trong phát triển được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Hiện nay, ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang chiếm gần 40% tổng doanh thu thuần sản xuất của nền kinh tế. Tính bình quân giai đoạn 2011-2019, công nghiệp chiếm hơn 32% GDP của cả nước, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 16,5% GDP. Trong năm 2023, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo ghi nhận 529 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 1,38 tỷ đô la Mỹ. Tính chung năm 2023, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thu hút được trên 23,5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, chiếm 64,2% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam và tăng 39,3% so với năm 2022. Các chuyên gia kinh tế cho rằng năm 2023, Việt Nam đã từng bước thực hiện mục tiêu chiến lược của Đảng, Chính phủ về việc tạo dựng nền móng để tạo đà cho công nghiệp tiếp tục phát triển bài bản, vững chắc. Trong đó có thể kể đến việc triển khai đề án cơ cấu lại ngành công thương và các quy hoạch ngành quốc gia, như quy hoạch về phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch về hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện đề án cơ cấu lại ngành công thương giai đoạn từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Thì đề án và chương trình hành động của Bộ cũng đã được thể hiện rất rõ. Tinh thần là phải phát triển theo hướng ứng dụng nhiều hơn khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực hoạt động của ngành công thương. Đồng thời triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch các địa phương, nhất là quy hoạch trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. 4 quy hoạch ngành quốc gia đã được thông qua và các kế hoạch thì cũng đã và đang được Chính phủ thông qua. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cùng với lại cái quy hoạch của các địa phương vừa được công bố để chúng ta triển khai thực hiện những nhiệm vụ trong lĩnh vực này. Trong nhóm ngành chế biến chế tạo, cơ cấu các ngành công nghiệp cũng có những chuyển biến tích cực. Một số ngành đã có bước phát triển mạnh mẽ. Các ngành chủ lực như điện tử, dệt may, da giày, đồ gỗ tăng trưởng ở mức khá là yếu tố chính đóng góp vào phát triển của công nghiệp Việt Nam, tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội, nâng thứ hạng về năng lực cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam. Các cái thị trường xuất khẩu dệt may của Việt Nam ấy, hiện nay, đặc biệt thị trường EU, người ta đã đưa ra những cái chiến lược dệt may, chiến lược mới về dệt may. Đó là cái việc mà sản phẩm phải có vòng đời cao và có thể tái chế, và thậm chí sản phẩm là phải đảm bảo một cái tỷ lệ tái chế nhất định, rồi là thậm chí là có thể là tân trang rồi tái sử dụng vân vân. Hiện nay kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu của thế giới và Việt Nam nói chung. Chúng ta nhắm đến tức là cái chất thải ra đó là cũng là một nguyên liệu đầu vào cho những cái ngành công nghiệp khác, và như vậy thì sẽ không phát thải ra môi trường. Điều đó có giúp phát triển bền vững cho môi trường Việt Nam và hướng tới cái ngành công nghiệp xanh để chúng ta xuất khẩu ra thị trường lớn như EU hay châu Mỹ. Trong ngành dệt nhuộm nói chung ấy, thì hiện nay chúng ta tập trung vào cái mảng nước thải. Bởi vì khi chúng ta xuất hàng sang EU và châu Mỹ và đặc biệt là nước Mỹ thì chúng ta phải đảm bảo tiêu chuẩn ISO về môi trường.
Trong đó thì có việc là tái dụng nước thải là bắt buộc, và khi chúng ta tái dụng nước thải chúng ta sẽ được đạt một cái green certificate, tức là cái chứng chỉ xanh, và như vậy chúng ta đã đạt được cái chấm điểm cao hơn khi chúng ta được xuất nhập hàng vào trong các nước EU và Mỹ. Trong mảng cơ khí chế biến chế tạo, không chỉ được chú ý trong các chính sách chiến lược của nhà nước, mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực cơ khí cũng đã tập trung đẩy mạnh đầu tư công nghệ mới, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Ngành cơ khí trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì chúng ta làm được rất nhiều những cái sản phẩm phục vụ cho những cái công trình trọng điểm, cũng như là phục vụ cho những cái tiêu dùng cho dân sinh. Hay là tôi nói là cái trong ngành ô tô thì trước đây mặc dù là chúng ta chưa đạt được cái kỳ vọng là phải nội địa hóa được độ khoảng 40%, nhưng có những hạng mục rất là khó, chẳng hạn như là cái hệ thống đồ gá hàn để hàn cái thân vỏ xe, thì các cái doanh nghiệp trong nước họ đã làm được. Tức là doanh nghiệp Việt Nam làm được rất nhiều thứ, từ những cái sản phẩm rất là lớn cho những cái công trình trọng điểm, cho đến những cái sản phẩm dân dụng, và cho đến những sản phẩm công nghệ cao cho ô tô. Đúng là thời gian gần đây thì có một cái sự dịch chuyển mạnh mẽ thị trường về Việt Nam. Điều đấy thì vừa tạo được những cơ hội cũng như là những thách thức đối với các doanh nghiệp trong nước như chúng tôi. Đơn cử như cái việc là chúng tôi thì một mặt là phải nâng cao năng lực quản trị, điều hành để bắt nhịp được với xu thế mới. Mặt khác thì chúng tôi cũng phải đầu tư mới thêm rất nhiều năng lực về máy móc sản xuất để có thể đáp ứng được những mặt hàng mới cho những công ty FDI mới vào Việt Nam. Đơn cử như những mặt hàng anh có thể nhìn thấy ở đây với công nghệ phủ là mang một cái tính chiến lược trong cái sự phát triển của chúng tôi. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định rủi ro. Vì vậy, để ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phát huy vai trò trụ đỡ tăng trưởng kinh tế, ngành công thương sẽ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thể chế. Trước mắt, tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các kế hoạch thực hiện 4 quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng, khoáng sản, khẩn trương tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các luật, nghị định, cơ chế chính sách có vai trò quan trọng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền cho thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách có tính đột phá để thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi và các mô hình kinh doanh mới, hiệu quả, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế đất nước.